Cảnh quay tình ái bị chỉ trích trong ỷ Thiên Đồ Long Ký bản 2022 ỷ Thiên Đồ Long Ký 2022 thu hút sự chú ý của khán giả. Phần 2 phim gây bàn tán khi xuất hiện cảnh nóng giữa Trương Vô Kỷ và Chu Trị Nhược. Vào ngày 4 tháng 2, Sina đưa tin phần 2 của bộ phim ỷ Thiên Đồ Long Ký 2022 là Thánh Hỏa Hồng Phong lên sóng. Tác phẩm chỉ nhận được 4,3 trên 10 điểm chất lượng trên đô ban vì nội dung kém diễn xuất tệ. Theo Trang Sina, Ý Tiên đổ lòng ký thánh hỏa Hùng phong xoay quanh mối tình tay ba phức tạp giữa Trương Vô Kỷ, Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn. Ở phần 2 của bộ phim, xuất hiện cảnh nóng gây tranh cãi liên quan đến quan hệ giữa Trương Vô Kỷ và Chu Chỉ Nhược. Cả hai đã vượt quá giới hạn trên băng hỏa đảo, trong đó Chu Chỉ Nhược chủ động với Trương Vô Kỷ. Chi tiết Trương Vô Kỷ và Chu Chỉ Nhược nảy sinh tình một đêm, bị chỉ trích. Theo Trang Quy Quy, Vương Tinh muốn tạo ra tình tiết chứng minh sự trưởng thành của Trương Vô Kỷ nhưng bị phản tác dụng nếu cộng hưởng với diễn tiến phim sau đó cảnh nóng trên là không cần thiết làm xấu hình ảnh của trương vô kỷ và chu chỉ nhược sau khi xảy ra vụ việc chu chỉ nhược yêu cầu trương vô kỷ sử dụng cửu dương thần công giúp cô luyện hai chiêu thức võ công bí truyền mà diệt tuyệt sư thái để lại trước khi qua đời liên kết với cảnh nóng ở trên người xem có thể nhận định nữ thể tử phái nga mi lợi dụng tình cảm của trương vô kỷ dùng thân xác quyến rũ anh để nhận được sự hỗ trợ hoàn thành quá trình luyện công. Còn Trương Vô Kỷ sau khi biết được sự thật Chu Chỉ Nhược là kẻ đánh cắp ỷ thiên kiếm, đồ long đao và lên kế hoạch giết chết Triều Mẫn, lẫn khi Mao Sư Vương tà tốn, liền dứt khoát từ hôn. Hành động vứt bỏ Chu Chỉ Nhược ngay trong ngày cưới của Trương Vô Kỷ, khi cả hai đã phát sinh quan hệ nam nữ được cho là không đáng mặt đàn ông, thiếu nghĩa khí và sự chín chắn. Anh lựa chọn hủy hôn với Chu Chỉ Nhược chỉ vì lời tố cáo từ Triều Mẫn không chút nghi ngờ, đang nói nhân vật này đã 30 tuổi trong bản mới. Trang Soho đánh giá ỷ thiên đồ long ký năm 2022, mang tính, rượu cũ, bình mới được Vương Tinh ăn theo danh tiếng của bản phim năm 1993. Bản mới của ỷ thiên đồ long ký gặp vấn đề từ kịch bản tạo hình cho đến diễn viên, nội dung bị chề cải biên lộn xộn, làm mất khí khái anh hùng của nhân vật, kết phim diễn ra gấp gáp, đặc biệt là quá trình hóa hắc chóng vánh của chủ trị nhược. Gian sao đóng chính gồm cầu thiên lạc, chân tự đan, lâm phong, văn vĩnh san, khẩu ý nồng, vân thiên thiên, diễn xuất vô hồn, đờ cứng. Cảnh võ thuật cũng không được đánh giá cao, thậm chí bị mỉa mai vì làm dụng kỹ xảo máy tính như để trường vô kỷ thi triển chiêu thức sáu tay như na tra.